các bạn. Và hôm nay gia đình mình có một cái túi hàng và một thùng hàng gửi lên. Và người ngồi kế bên mình là bà ngoại á, bà ngoại của mình. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn đập hộp cái bịch này và đập hộp cái thùng này nha. Để mình có nhiều động lực làm những video thực phẩm hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.